Mặc dù xây dựng không phép và đang bị đình chỉ xây dựng, nhưng hàng loạt dịch vụ vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng thành phố Cảng vẫn đang hoạt động rầm rộ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên Tầm nhìn TV, tại nhà bóng tổng hợp Đan Phượng vẫn đang công khai hoạt động, thu hút hàng trăm trẻ em vui chơi tại đây. Vbex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800 6350. Công trình xây dựng này gồm 2 tầng. Tại tầng 1 là các loại hình trò chơi như bật nhảy, cầu trượt, đu quay. Tại tầng 2 là nhà bóng cầu trượt, bắn bóng và khu ăn uống. Bên cạnh đó là khu vui chơi với hàng loạt trò chơi mạo hiểm như ô tô bay, ô tô đụng, cú rơi vô cực, vòng quay tần tốc. Đặc biệt không chỉ là khu vui chơi, trong lòng Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng còn xuất hiện cả quán cà phê cao 2 tầng mang tên là Mon Coffee. Theo tìm hiểu được biết, chủ đầu tư dự án là Thành đoàn Hải Phòng. Các hạng mục công trình đang triển khai xây dựng không phép tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng được thành phố này phê duyệt với diện tích là 4,92 ha, tổng mức đầu tư là hơn 59 tỷ đồng. Hiện tại có 18 công trình đang thi công tại khu A, 3 công trình đang xây dựng tại khu B, mở rộng không có giấy phép xây dựng theo quy định. Trong đó có một công trình tàu lượn xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng đã được quy hoạch. Hiện tại các công trình ở dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa có giấy phép xây dựng. Ông Đào Phú Thủy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết trên báo điện tử xây dựng. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Về việc này, ông Trịnh Quang Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền khi trao đổi với báo chí cho biết, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền đã nắm được sự việc và đã có quyết định đình chỉ việc xây dựng không phép ở dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng và yêu cầu chủ đầu tư là Thành đoàn Hải Phòng phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép theo quy định của pháp luật. Như vậy, việc đưa vào hoạt động các dịch vụ vui chơi giải trí tại khu vực xây dựng không phép này liệu có đảm bảo an toàn? Đó là chưa cần nhắc tới, việc các dịch vụ trò chơi tại đây đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hay chưa. Việc này có trái với mục tiêu của Thành đoàn Hải Phòng là sẽ xây dựng Cung Văn hóa Thiếu nhi thành khu vui chơi văn minh, an toàn, văn hóa. Thiết nghĩ, việc triển khai xây dựng khu vui chơi giải trí cho trẻ em là cần thiết, nhưng không phải vì thế mà làm tắt, làm vội, để rồi xảy ra sự việc đáng tiếc như công viên nước Thanh Hà, Hà Nội. Mất bò mới lo làm chuồng.